Dị ái vi doanh, thư ý nhận ra mình đã trêu nhầm Thời Yến. Ở diễn biến tiếp theo, sau khi Thời Yến và thư ý xác nhận tình cảm, nhưng vẫn chưa công khai đã liên tục dẫn đến nhiều tình huống khó xử gượng gạo giữa hai người. Trong khi anh chờ đợi cô chủ động nói rõ mọi chuyện, cô lại do dự, lo lắng về thái độ của anh và sợ sẽ khiến anh hiểu lầm tổn thương. Quả thật động cơ ban đầu theo đuổi Thời Yến của thư ý không phải xuất phát từ tình cảm dành chính cho con người anh. Bởi vì quá tức giận trước sự trơ trẽn của Tiểu Tam và tình cũ, thư ý lại tưởng lầm Thời Yến là cậu út của cô ta nên mới đánh liều chinh phục bằng được. Cô muốn ăn miếng trả miếng, lợi dụng anh để danh chỉ ngôn thuận trở thành mợ út của Tiểu Tam, khiến cho Tiểu Tam và tình cũ phải muối mặt, cúi đầu gọi cô một tiếng mợ út. Thế nhưng ngay từ khi bắt đầu màn trêu nhầm này, thư ý dần dần lún sâu vào, không còn phân rõ đâu mới thực sự là điều cô muốn khi tiếp cận theo đuổi Thời Yến. Cô vì muốn trở thành mợ út Tiểu Tam mới thích anh, hay vì chính con người anh mà rơi vào cạm bẫy tình yêu? Dị ái vi doanh hứa hẹn là một màn vỡ lẽ đầy thú vị, mang nhiều cảm xúc lẫn lộn, rồi như tơ vò đối với cặp đôi chính. Nam chính sớm đã nhận ra nữ chính tiếp cận anh là có mục đích không đơn thuần, nhưng anh lựa chọn im lặng chờ đợi và tự nhủ rằng cô ấy vì cái gì cũng được, miễn cô ấy là được. Trong chuyện tình giữa Thời Yến và Thư Ý càng về sau càng khiến khán giả cảm thấy bất công cho nam chính. Tình tiết các nhân vật chính trong vở kịch mở út ra oai chạm mặt, Thư Ý nhận ra đã phí công vô ích trêu nhầm người. Và cháu gái của Thời Yến lại là Tần Thời Nguyệt Thẩm Vũ Khiết, làm cho người xem không khỏi bất mãn. Mặc dù ban đầu anh từng tỏ ra hết sức lạnh lùng xa cách với cô, nhưng từ đầu đến cuối anh đều xuất phát từ tận đáy lòng bằng cả chân thành mong muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong tình yêu lắm lúc không phải ai đúng ai sai, mà là cần trao đổi chân thành với nhau, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, thay vì mỗi người tự phỏng đoán suy diễn, để rồi vô tình dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Từ bên ngoài nhìn vào, Thời Yến và Thư Ý gần như hoàn hảo về mọi phương diện, thành tích sự nghiệp nổi bật, từng trải nghiệm yêu đương. Tuy nhiên họ vẫn như những con người bình thường khác, không thể gọi là hoàn hảo toàn diện. Họ vẫn còn những thiếu sót, vẫn đang trưởng thành qua từng ngày, càng phải học cách đối mặt và vượt qua những trắc trở trong công việc, tình yêu lẫn cuộc sống. Chỉ đáng tiếc rằng quá trình xây dựng phần cốt lõi của câu chuyện còn yếu kém, đã tác động tiêu cực đến tổng thể câu chuyện. Ngày càng rõ ràng nhất chính là thiết lập nhân vật thiếu chiều sâu, gây ra nhiều tranh cãi, lối xây dựng và triển khai tình tiết chưa đủ logic để truyền đạt đúng giá trị mà tình tiết đề cập đến. Nhìn chung khán giả chủ yếu bị mê hoặc bởi nhan sắc chuẩn soái ca, hình mẫu tổng tài bá đạo mới của Vương Hạc Đệ, song song đó là chemistry ngọt nịm tim, làm rung động người hâm mộ giữa hai nhân vật chính.